Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các quyết định số 566, 567, 568 xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh lần lượt với quần thể di tích ấp Tây Sơn Nhì, Cửu An, Miếu An Tân và Đình Cửu Định, thị xã An Khê. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long tận dụng mọi cơ hội để phát triển kinh tế xã hội. Quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị xử lý kỷ luật đối với một số đảng viên, Gia Lai giám sát tại huyện Đắk Đoa về phân cấp thu chi ngân sách. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp, ly xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng trong tháng cao điểm về an toàn giao thông. 43 thí sinh thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Hơn 700 phần quà trung thu tặng trẻ em xã Gia Chía. Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút mỗi ngày. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các quyết định số 566, 567, 568 xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh lần lượt với quần thể di tích ấp tây sơn nhì cửu an miếu an tân và đình cửu định thị xã an khê quần thể di tích ấp tây sơn nhì cửu an bao gồm cụm 6 di tích khu sản xuất lương thực nghĩa quân tây sơn chợ phiên Trạm gò miếu an điền nam thôn an điền bắc xã cửu an miếu an phước miếu an bình tổ dân phố 3 phường an phước miếu an thạch thôn an thạch xã xuân an quần thể di tích có tổng diện tích trên 8.700 m2. Đây là những di tích có mối quan hệ lịch sử, gắn bó mật thiết với nhau tạo thành một quần thể, vừa có tính kế thừa vừa có tính thống nhất. Di tích Miếu An Tân thuộc tổ 2 phường An Tân có diện tích trên 3.500 m2. Đây là nơi ghi dấu quá trình khai hoang, lập làng của cư dân thôn An Khê xưa, là trung tâm tín ngưỡng của các vị dân thuộc vạn An Tân cũ và phường An Tân ngày nay. Vị thần chủ được thờ phụng tại đây là nữ thần nguồn gốc Champa, tôn hiệu Thiên Y Anna. Ngoài ra còn có các vị thần, thành hoàng, thần bảo hộ xóm làng, cao cát nguyên quân, thần núi, bạch mã thái giám, thần ban sức khỏe may mắn, sơn quân, thần hổ, tiêu diện, thần cây quản các âm linh cô hồn, chúa ngung, mang nương, các nữ thần, người thượng nói chung. Di tích đình Cửu Định thuộc tổ 1, phường An Phước có diện tích trên 1.460 m2, đây là trung tâm tín ngưỡng của cư dân làng Cửu Định Cửu. Ngoài ba vị thần được chính quyền sắc phong công nhận là Thiên Y Anna, Thành Hoàng và Thổ Địa, các vị thần chính được người dân thờ phụng tại đây còn có bậc tiền hiền, hậu hiền có công với làng xã Chiều ngày 26 tháng 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Trương Hải Long và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 phát biểu kết luận hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trường Hải Long nhấn mạnh để hoàn thành từng chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 người đứng đầu các sở ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình chỉ đạo điều hành chủ động linh hoạt dịp nhàng chặt chẽ tranh thủ thời gian tận dụng mọi cơ hội để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội bên cạnh đó các sở ngành địa phương cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ giải pháp và xử lý công việc theo thẩm quyền chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, lắng nghe, đánh giá về tác động của các chính sách ban hành để kịp thời có giải pháp phù hợp đối với các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, kiên quyết kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đùng đầy trách nhiệm. Ngày 26 tháng 9, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức kỳ họp lần thứ 37. Đồng chí Thái Thanh Bình, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, qua xem xét kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí Nguyễn Tư Sơn, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trương Quý Sửu, nguyên trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, là đảng viên chi bộ 8, đảng bộ phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí nêu trên đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về pháp luật đấu thầu, mua sắm, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi sinh hoạt công tác, xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với trương quý sự báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xử lý kỷ luật đối với đồng chí nguyễn tư sơn theo quy định Đồng thời, xem xét kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thiếu chi đạo kiểm tra để cán bộ đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý sử dụng quỹ phòng chống dịch Covid-19. Chiều ngày 26 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Đoa về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 05 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán, chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Kết luận buổi giám sát, trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Phương đề nghị huyện Đắc Đoa cần đánh giá lại nhiệm vụ phân cấp thu chi gắn với số liệu cụ thể kèm theo, từ đó chỉ ra được những khó khăn vướng mắt sát với thực tiễn và phân tích nguyên nhân của tồn tại vướng mắt đó gắn với giải pháp khắc phục. Các nghị quyết do hội đồng nhân dân huyện ban hành để triển khai thực hiện nghị quyết số 05 là đúng quy định. Tuy nhiên còn một số nội dung còn điều chỉnh cho phù hợp đối với các ý kiến đề xuất của huyện đoàn sẽ tiếp thu nghiên cứu và làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan. Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban đánh giá phong trào phụ nữ công tác quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4, tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 217218 ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai về thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ trên lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hội nghị đánh giá một số kết quả nổi bật trong quý 3 năm 2023. Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2027 có 4 nội dung trọng tâm, trong công tác phối hợp giữa hai bên đó là triển khai thực hiện chính sách xã hội tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các hình thức tín dụng khác, chú trọng để phụ nữ được tiếp cận đầy đủ các chính sách tín dụng nhà nước theo quy định. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó tập trung giáo dục tài chính cho phụ nữ, góp phần hạn chế tín dụng đen triển khai tháng cao điểm về an toàn giao thông tháng 9 năm 2023 và xử lý quyết liệt đối với các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 1 đến ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã phát hiện lập biên bản 1.153 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 621 trường hợp với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Theo đó, trong tháng 9 cao điểm về an toàn giao thông, lực lượng công an thành phố Pleiku đã tăng cường kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, mũ bảo hiểm, nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tù lái xe, cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 1.153 trường hợp vi phạm, tạm giữ 229 xe, 803 giấy tờ các loại, ra quyết định xử phạt 621 trường hợp với số tiền phạt hơn 1,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 150 trường hợp. Sau hơn 2 tháng phát động, triển khai công tác chuẩn bị, ngày 27 tháng 9, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cụm năm 2023. Cụ thể, cụm các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan đảng, đoàn thể hành chính có 26 thí sinh, trong các đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp có 17 thí sinh dự thi. Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 tại hội Trường, cơ quan đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Tối ngày 26 tháng 9, tại trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Gia Chí, huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội chữ Thập đỏ tỉnh, phối hợp cùng huyện đoàn Gia Rai và các đơn vị tài trợ, Nutifood, Quỹ Phát triển Tài năng Việt, Câu lạc bộ Gia Lai yêu thương, Câu lạc bộ Phước Sơn, Lê tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Tại đêm hội, các đơn vị đã phối hợp tổ chức biểu diễn các tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ múa lăng và trao tặng trên 700 phần quà gồm bánh trung thu, đèn lồng, kẹo sữa cho các em học sinh xã Gia Chía với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.